Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang đứng tại Hồ Hoàn Kiếm của quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và hiện giờ là Minh Toàn đang đứng tại vị trí trước cái đền Ngọc Sơn. Đây là cái đường vào của đền Ngọc Sơn. Thì thời tiết Hà Nội bây giờ là đang là khoảng 36-37 độ C. Và đang là mùa hè, trời rất là nắng. Thời gian ở bây giờ là khoảng 11 giờ hơn, gần 12 giờ. Thì quý bà con, cô bác có thể thấy được là lượng khách mà về với Hồ Hoàn Kiếm cũng hay còn gọi là Hồ Gươm thì rất là đông. Bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con, cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi dạo quanh vòng hồ một chút nhé. Về một thời tiết này. Đây là các khách du lịch của nước ngoài. Nhiều khách du lịch nước ngoài tham quan ở Hồ Hoàn Kiếm lắm bà con. Quý bà con của bác có thể thấy xung quanh Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm thì các cây cối mọc lên được trồng rất là mát mẻ. Và khi mà quý bà con của bác về với Hà Nội, chúng ta muốn đi xe điện chúng ta cũng có thể là liên hệ các quầy như thế này ở xung quanh Hồ Gươm. Các cái xe điện này sẽ phục vụ quý bà con cô bác, đưa bà con đi tham quan xung quanh phố cổ của Hà Nội. Đây có một cái xe khá là hài hước ở đây bán hàng luôn, rất là tiện lợi. Quý bà con cô bác khi mà về với Hồ Hoàn Kiếm, đi dạo xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, chúng ta cũng có thể bắt gặp được những người xem bói như vừa rồi. Đây, và quý bà con đang nhìn thấy ở đây là nước ở Hồ Hoàn Kiếm. Đây là một cái nơi rác nó tụ tập, làm cho hồ rất là bẩn. Quý bà con của bác đằng trước kia cũng có thể nhìn thấy một em rất là xinh gái. Đấy, em rất là xinh gái của người nước ngoài về tham quan Hồ Hoàn Kiếm. Và đây có quanh hồ có các bà mà bán như này, rất là vui. Thank you.
đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, chúng ta vào mùa hè như thế này thì với một cảm giác cực kỳ là mát mẻ quý bà con ạ. Và mát nó ở đây mát nhiều mặt luôn. Đây quý bà con, cô bác thấy các trẻ em gái rất là mát mẻ. Dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta cứ nghĩ như là đi biển Cửa Lò luôn, hay là bị chúng ta tắm ở bãi biển luôn, bởi vì quanh hồ này thì vừa là thoáng mát vừa là rất là nói một cái gì đấy mà rất là thanh niên. Và ở Hà Nội thì bây giờ quý bà con cô bác cũng có thể bắt gặp ở đây là một cái hình ảnh mà xe buýt ở đây thì là quý bà con cô bác có thể quan sát được, đây là một cái xe buýt mui trần. Và khi mà chúng ta muốn tham quan Hà Nội thì không những chúng ta đi xe điện mà chúng ta cũng có thể là đi trên những cái xe buýt này. Nhưng mà với thời tiết bây giờ khoảng 35-36 độ C thì quý bà con cô bác khi về với Hà Nội thì cũng không nên là chúng ta ngồi trên tầng 2 của xe buýt như này, bởi vì rất là nắng. Minh Toàn nhớ không nhầm thì một tuyến xe buýt như này, tức là chạy xung quanh các cái phố của Hà Nội thì giá khoảng trên dưới 600 ngàn gì đấy, Minh Toàn không nhớ rõ lắm nhưng mà nhớ mang máng là như thế. Đây là phía trong của xe buýt. Đây là trên tầng. Minh Toàn xin mời quý bà con tiếp tục đi dạo quanh Hồ Gươm cùng Minh Toàn nhé. Nhưng đi xe buýt không? Đi em quay được. Hả? Quay được. Quay được không? Quay được. Từ từ tránh nào. Đấy, chúng ta có thể bắt gặp các cái khách du lịch như này. Ở xung quanh Hồ Gươm có các cái quán nước để cho khi mà chúng ta đi dạo, chúng ta mệt chúng ta có thể dừng chân ở quanh Hồ Gươm để chúng ta ngồi uống nước. Đây là một trong những quán khá mát mẻ và sang trọng. Khách vừa mua quạt để quạt mát. Đây khi mà chúng ta đi dạo quanh Hồ Gươm thì chúng ta cũng có thể vào những nhà hàng này để chúng ta ăn trưa hoặc là chúng ta ăn tạm món gì đấy.
có một em khá là xinh gái. Đẹp quá nhỉ. Quanh hồ Gươm của chúng ta cũng có những cái tủ để chúng ta lấy đồ như thế này, khi mà quý bà con cô bác cũng có thể là bỏ tiền hoặc là bỏ thẻ vào để chúng ta mua đồ. Và cũng có những quầy nước như thế này quý bà con cô bác ạ. Nhưng mà khi mà cái bà con cô bác mà chúng ta mà có cái dừng chân uống nước thì ở những quán như này mà chúng ta có thể là chúng ta mua nước thì giá nó hơi hơi mắc, hơi cao. Ta đi dạo quanh hồ Gươm mà Minh Toàn cứ ngỡ như là đang đi tắm biển vậy. Một cảm giác về không khí rất là mát mẻ, và cũng là những em gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ làm cho chúng ta gợi nhớ cảm giác như là chúng ta được đi tắm biển vậy. Mái tóc đẹp nhỉ. Tóc giả nhưng mà người ta làm tóc đẹp ấy. Đói bụng chưa? Chưa, đi đi. Đây cũng là một cái ngôi đền, không biết là đền ở đây là đền thờ gì nhỉ? Đây là tượng đài vua Lê Thái Tổ. Tượng đài vua Lê Thái Tổ. Quanh hồ Gươm thì cũng có các cái nhà hàng rất là khang trang và sạch sẽ như này quý bà con. Thôi có khả năng là Minh Toàn xin phép quý bà con cô bác, Minh Toàn xin dừng video ở đây để Minh Toàn ăn chút gì. Bây giờ đang là 12 giờ hơn, Minh Toàn sáng nay cũng không ăn được, gần sáng rồi. Xin mến chào quý bà con cô bác, hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo nhé.